Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin scandal Việt Á và trận chiến dưới gầm bảng. Rửa sao cho hết vết nhơ cuối đời của Nguyễn Phú Trọng. Vụ công ty Việt Á bị công an khui ra gần đây đã gây xôn xao dư luận. Sự phẫn nộ và bức xúc đến cực điểm vì suốt 2 năm qua, người dân đã phải sống khốn khổ đối phó với dịch bệnh. Thế mà có kẻ còn lợi dụng báo chí quyền lực để kiếm tiền trên bệnh nhân, trên nỗi sợ hãi và trên sức khỏe, sinh mạng của người dân. Blogger, người buôn gió tên là Bùi Thị Hiếu, có bài bình luận trên trang Facebook cá nhân với tựa đề "Rửa sao hết vết nhơ cuối đời của Nguyễn Phú Trọng". Ông chia sẻ như sau. Những vụ đại án mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử những năm qua chỉ làm người dân hả dạ chút ít vì những đồng tiền ở sai phạm do quyết định đầu tư, cổ phần hóa, không đấu thầu với nhân dân vẫn là những đồng tiền xa vời. Nói trắng ra là nó không đi liền với khúc ruột của họ. Đây là hình ảnh với chủ trương xét nghiệm toàn dân và xét nghiệm thần tốc nhân danh chống dịch. Báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn ảnh bên phải là ở Bình Dương, một phụ nữ bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm. Nhưng bỏ tiền lương ra nửa triệu đồng để thét đúng như là bỏ khúc ruột, bỏ máu của mình ra. Làm sao mà không tức giận, làm sao mà không căm phẫn bọn vô lại, kiếm tiền một cách độc ác như thế. Hàng vạn cảnh sát, quân đội, hàng chục nghìn y tá, bác sĩ miệt mài trắng đêm chống dịch, nhiều người trực phòng dịch bao nhiêu ngày không được về nhà, không được nghỉ ngơi. Tất cả đều mong muốn dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. Thế mà có những kẻ kiếm tiền trên mong muốn ước ấy một cách bài bản đến lạnh lùng. Vì nhân đạo quốc tế, người ta công bố công khai phương pháp và công thức làm xét nghiệm. Những kẻ cơ hội ở Việt Nam bàn kế hoạch, chúng dịch tài liệu ra và tự nhận chúng phát minh ra, còn được thế giới chú ý xin công thức, đặt hàng, hỏi mua, được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Không những chúng lấy 20 tỷ đồng tiền dịch, chúng còn kiếm trác danh tiếng để tính chuyện sản xuất trục lợi. Và thâm hiểm hơn là chúng còn đề xuất cho vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đầy uy tín Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động. Tuổi cao, nhiều việc, mọi sự phó thác cho trợ lý, cho cấp dưới. Nguyễn Phú Trọng đã phạm một sai lầm lớn, đã tạo điều kiện lớn, làm bình phong cho bọn gian manh trục lợi khi ký tặng huân chương lao động cho Việt Á. Lú thật, nhưng người dân ta vẫn đặt tên. Đến đây thì nhiều người sẽ giật mình nếu ngẫm lại rằng nếu hôm nay ông ký thưởng sai cho người ta trục lợi, thì trước kia liệu ông có ký sai để xử phạt người khác hay không? Những đại án của ông chỉ đạo xử liệu có vụ nào không đúng hay không? Và những kẻ vì lợi ích mà đề xuất ông khen thưởng Việt Á thì chúng cũng có thể vì lợi ích mà đề xuất ông thanh trừng những người đụng đến lợi ích của chúng. Đây là hình ảnh báo Pháp Luật đặt vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định ban tặng. Chính những huân chương này cũng tiếp tay cho Việt Á phân phối 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành trong cả nước. Và biết bao nhiêu mạng người cũng vì thế phải chết. Một màn trình diễn đầy ma quái như thế, trận như trận Kitty-Kata. Nếu như trong chiến lược Kitty-Kata bóng đường truyền như nào trước khi đến bàn thắng, thì vụ Việt Á này cũng y hệt như thế. Bóng được đan lát, truyền qua nhiều cầu thủ, từ báo chí đến quân y, đến bộ khoa học công nghệ, rồi đến Chủ tịch nước, Tổ chức Y tế Thế giới và cuối cùng là các CDC địa phương hoàn tất việc ghi bản. Phải ở tầm cỡ chức quyền to lắm, phải có những bộ óc nhà nghề trong việc tổ chức sân sau mới làm được đến như thế. Lừa được cả ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lừa được cả toàn dân. Không ai nghĩ ông Trọng vì tiền mà ký tặng huân chương, nhưng chắc hẳn ông phải tin tưởng những kẻ đề xuất lắm. Giữa ông với chúng có nhiều quan hệ mật thiết lắm, ông mới đặt bút ký như vậy. Hẳn những kẻ đạo diễn và đề xuất ấy nắm chắc một điều rằng thời gian ngồi trên ngôi cao của ông không còn nhiều. Chúng lợi dụng sự tin tưởng của ông để hốt cú chót từ ảnh hưởng của ông. Mai khi ông về, ông chịu tai tiếng cả, còn chúng lại tìm cơ hội khác. Chúng thật dã man với ông. Ông đã xây dựng uy tín của mình lên chót vót, vậy mà chúng đang tâm vấy bẩn ông để kiếm tiền. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ
lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Và không phải bỗng nhiên mà nhiều lần nói đến Nguyễn Phú Trọng, tôi thường ví ông như Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công có Tô Hiền như Quản Trọng, Báo Thúc Nha, nhưng cũng có những gian thần phản chủ như bọn Thụ Điều, Dịch Nhà. Đáng tiếc là cuối đời Tề Hoàn Công lại có cái kết nhục nhã, thảm hại như bọn Dịch Nhà, Thụ Điều tạo ra. Kẻ đề xuất cho ông Trọng ký thưởng Việt Á là ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ai giữ 80% cổ phần trong công ty Việt Á? Và những kẻ trọng yếu mà Nguyễn Công Khế nhắc đến là ai? Chỉ cần ông Trọng đứng ra lệnh cho Bộ Công an làm rõ những kẻ này, công bố với báo chí danh tính của chúng cho người dân biết, thì dư luận sẽ tin và thương ông một cách kính trọng, như một người cha già có những lúc lầm lẫn, nhưng sẽ vì lợi ích của gia đình mà nhận sai lầm và sửa chữa triệt để. Nếu không làm thế, vết nhơ của ông dính đến vụ ăn cả xương máu nhân dân không bao giờ phai nhạt được. Ông đốt được Đinh La Thăng vì Thăng phạm tội chỉ đạo sai, gây thiệt hại cho nhà nước, nhưng không ai tìm được động cơ sai phạm do trục lợi cá nhân của Thăng. Và lẽ nào ông không đốt được kẻ hại uy tín của ông, kẻ cố tình phạm tội để trục lợi cá nhân, hại dân, hại nước, kẻ đó đáng chết hơn Đinh La Thăng đến vạn lần. Chỉ là đồng đảng với chúng, hay chỉ là con cờ của chúng, hay chỉ là một hôn quân bạo chúa như Trụ Vương, ông mới không dám chỉ đạo, vạch ra kẻ đề xuất, kẻ giữ 80% cổ phần Việt Á và những kẻ trọng yếu tiếp tay cho Việt Á như những người đã được tiết lộ. Và phải chăng thời của ông đã hết nên ông không tự rửa được vết nhơ của mình? Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu nhận định của mình như thế. Đây là hình ảnh huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định ban tặng. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan scandal Việt Á chính là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Scandal Việt Á chứng minh thêm rằng còn đảng thì chắc chắn còn tham nhũng, thậm chí tham nhũng ngày càng táo tợn và theo thời gian hậu quả đối với quốc gia, dân tộc cùng lúc càng trầm trọng hơn. Đó là nhận định của tác giả Trần Văn có bài viết Scandal Việt Á và trận chiến dưới gầm bàn đã được đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông chia sẻ, năm ngoái ông Chu Ngọc Anh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thông đồng với Phan Quốc Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, để chọn liên danh Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện một trong bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia. Đó là nghiên cứu và chế tạo bộ xét nghiệm vaccine COVID-19 Margin Việt Nam đầu tiên, mở đường cho hàng loạt vấn nạn nghiêm trọng như đã biết ở trên. Chắc chắn ông bộ trưởng này phải chịu trách nhiệm liên đới khi Bộ Khoa học và Công nghệ đã chọn nhầm đối tượng và còn bịa đặt rằng bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận cho sử dụng, thậm chí có thể xuất cảng hỗ trợ các quốc gia khác ngăn ngừa đại dịch. Tương tự, tuy chưa có bằng chứng ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế thông đồng với Phan Quốc Việt hỗ trợ công ty Việt Á bán các bộ xét nghiệm COVID-19, nhưng ông Nguyễn Thanh Long không thể thoái thác trách nhiệm liên đới khi Bộ Y tế là nơi đưa ra giá tham khảo vốn cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của các bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất. Nhờ vậy, Phan Quốc Việt dễ dàng mời gọi lãnh đạo Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật CDC các địa phương, các cơ sở y tế xuống vào mua hàng của công ty Việt Á để nhận những khoản tiền lại quả cực lớn. Ông Long cũng không thể thoái thác trách nhiệm liên đới đối với thần tốc xét nghiệm diện rộng. Giờ đã rõ ràng là chủ trương vừa sai lầm, vừa lãng phí, vừa mở đường cho tham nhũng. Đây là hình ảnh các trang của báo của Đảng đồng loạt nổ bom về vụ xét nghiệm rầm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn Đài Truyền hình Việt Nam thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á bung hàng xét nghiệm dởm ra bán khắp nơi tại Việt Nam. Và về logic thì các tình tiết và hậu quả như đã biết, và lẽ ra ông Thủ tướng Việt Nam, nhân vật đứng đầu nội các, đã phải tạm đình chỉ công tác của ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long để phục vụ hoạt động điều tra. Nhưng ông Phạm Minh Chính chưa làm như thế và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ làm như thế hoặc muốn làm như thế, và vì sao lại như vậy.
Thứ nhất, có lẽ vì ông Chính cũng là nhân vật liên đới về trách nhiệm khi đưa ra chủ trương, đốc thúc, thậm chí có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Chính trực tiếp gây sức ép để lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các CDC, các cơ sở y tế hối hả mua các bộ xét nghiệm COVID-19 nhằm thực thi thần tốc xét nghiệm trên diện rộng cho đúng với ý chí chủ quan của ông Thủ tướng. Chưa kể nếu xem xét truy cứu trách nhiệm một cách sòng phẳng, ông Chính còn phải tạm đình chỉ công tác một số thành viên khác trong nội các, ví dụ như lãnh đạo Bộ Nội vụ vì dính líu đến việc lập hồ sơ trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á để công ty này sử dụng như một bảo vật đối với bộ xét nghiệm COVID-19 mà họ sản xuất. Ngặt là khi xem xét truy cứu trách nhiệm những cá nhân đứng đầu cho đúng với bài mà Đảng và ông đang dùng để quảng bá và xây dựng về hình ảnh chỉnh đốn, ông Chính cũng không vô can cả trong vai trò của Thủ tướng, tức là trưởng ban phòng chống đại dịch COVID-19, lẫn vai trò Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thứ hai, giả sử ông Phạm Minh Chính muốn chứng tỏ ông ta vừa minh vừa chính, ông ta cũng không thể đơn phương hành xử như một thủ tướng. Giống như nhiều scandal khác, hệ thống bảo vệ luật pháp của Việt Nam chỉ đột vào nhà Phan Quốc Việt và thuộc cấp của anh ta, những người vì miếng cơm manh áo phải làm theo lệnh của ông chủ. Giờ, sau khi bị tống giam, ý thức rất rõ thân phận bọt bèo của mình trong trò chơi nhân danh công lý, nên được cả cơ quan điều tra và công an lẫn đài truyền hình VTV khen ngợi là đã tỏ ra phối hợp và khai báo thành khẩn, chứ không dám biện bạch vô lối như những cá nhân khác có liên đới về trách nhiệm ở Bộ Khoa học Công nghệ hay Bộ Y tế. Và người dân Việt Nam cứ thế đã bị Đảng và Nhà nước tìm mọi cách khai thác trên thân xác của mình. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Vĩnh Bình, người hạ bên thắng cuộc. Kỳ 2, cưỡi cọp, triệu phú Việt Kiều và những bài học xương máu vì đi trước thời đại. Với tất cả thiện chí để trở về đóng góp xây dựng đất nước, nhưng Sơn sau hơn 2 thập kỷ bị chính phủ, chính quyền tại quê hương vùi dập, tả tơi. Ông triệu phú Việt Kiều, Trịnh Vĩnh Bình không khỏi xót xa thừa nhận rằng có sự kỳ thị trong cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với khúc ruột ngàn dặm, đặc biệt là những người đã rời khỏi đất nước theo diện tị nạn sau biến cố vào năm 1975, và rằng ông đã quá chủ quan khi thực hiện cung cách làm ăn ngược đời và đi trước thời đại tại Việt Nam vào những năm 1990. Ông chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về những bài học xương máu dành cho những ai đang ấp ủ giấc mơ như ông ngày xưa, rằng trở về để đầu tư, để xây dựng quê hương. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình bước ra khỏi tòa án quốc tế với tín hiệu thắng kiện. Tòa buộc chính phủ Việt Nam phải bồi thường cho ông tổng cộng là 37.581.596 đô la thiệt hại và gần 9 triệu đô la án phí. Cưỡi cọp bình luận trong bài viết về việc doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đang chuẩn bị ít nhất là 2 vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam trước tòa án quốc tế nếu như quá trình thương lượng giữa hai bên bất thành. Nhiều độc giả, thính giả của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho rằng luật pháp quốc tế vẫn công minh hơn, phổ quát hơn khi tôn trọng thỏa thuận giữa hai quốc gia. Có người nói ông may mắn là nhờ tấm bùa hộ mệnh mang hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số người khác còn so sánh ông với trường hợp của Tăng Minh Phụng, doanh nhân đã bị xử tử hình vào năm 2003 với cáo buộc về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Phản hồi về những bình luận này, ông Trịnh Vĩnh Bình công nhận ông có ưu thế hơn những người Việt Nam bị mất đất đai hay tài sản khác nhờ tư cách là công dân Hà Lan. Tuy nhiên, ông cho rằng có những yếu tố khác biệt giữa ông và Tăng Minh Phụng khi cả hai đều là những đại gia đã bỏ tiền mua rất nhiều đất đai vào những năm 1990. Ông nói, về sự khác biệt của Bảy Phụng, tức là Tăng Minh Phụng, làm về địa ốc ở Vũng Tàu thời đó, và tôi là Bảy Phụng vay vốn ngân hàng làm địa ốc, còn tôi có bao nhiêu tiền thì tôi làm bấy nhiêu. Tôi đã bỏ tiền túi vào làm, ông Bình đã nói như thế với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Và đây là yếu tố vô cùng quan trọng, ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng nó đã cứu ông không bị rơi vào hoàn cảnh như ông Tăng Minh Phụng. Doanh nhân Hà Lan cũng lưu ý tỷ lệ lãi suất quá cao của các ngân hàng Việt Nam vào thời điểm đó là một rủi ro rất lớn đối với các doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng. Đây là hình ảnh ông doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, thứ nhất từ bên phải, và chú Sáu Khải, tức là cựu Thủ tướng Phan Văn Khải của Việt Nam ở giữa.
Chưa kể một khi xảy ra tình trạng vỡ nợ, việc kê biên tài sản, cấn nợ của các cơ quan nhà nước vào thời điểm này rất không công bằng, ông nói. Công chuyện của Bảy Phụng khi bùng nổ, sau này tôi tìm hiểu lại thì tôi biết là nếu ở một sân chơi sòng phẳng thì chưa chắc Bảy Phụng đã bị sa lầy trong vấn đề nợ nần. Là vì trong đánh giá vụ của tôi là tôi đã thấy được là đánh giá của các cơ quan về tài sản nhiều khi của người ta là 300.000 đô la nhưng họ đánh giá khoảng có 50.000 đến 70.000 đô la. Cái đó không ai cản được. Việt Nam luật pháp lung tung lắm. Những người bên ngành công an, viện kiểm sát hay gì đó, họ làm việc theo kiểu vua một cõi. Vùng nào họ tự quyết định lấy rồi họ câu kết làm hồ sơ giả theo ý họ. Tức là họ không có một sân chơi luật pháp nhất định. Do đó, cho tới hôm nay, Việt Nam từng tuyên bố ra là một nhà nước pháp quyền. Điều đó là không đúng. Một điểm khác biệt nữa vẫn theo lời ông Trịnh Vĩnh Bình là ông không mua đất đai theo quy định đầu cơ đất đai mà chỉ mua để xây dựng các cơ sở cho kế hoạch hợp tác kinh doanh nhằm đưa các kỹ nghệ của châu Âu về thay máu tại Việt Nam. Nhưng dù là với mục đích kinh doanh gì thì việc kinh doanh nghiệp đầu tư vào một đất nước không có một cơ chế pháp quyền theo doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình thực sự là một rủi ro rất lớn, có thể khiến họ không những mất mát tài sản mà thậm chí có khi phải gánh đổi cả tính mạng. Đây là hình ảnh lệnh bắt giữ ông Trịnh Vĩnh Bình của cơ quan an ninh điều tra vào ngày 8 tháng 10 năm 1999 về tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai với án tù 11 năm. Và bài học xương máu. Nhìn lại hành trình hơn 20 năm trở về Việt Nam đầu tư, khi được hỏi điều gì làm ông hối hận nhất, ông Trịnh Vĩnh Bình chua xót nói: Việt Nam chưa có đủ nhân tài và người tốt để điều hành đất nước nên chuyện tôi về gặp nạn là chuyện đương nhiên. Tôi về lúc đó gia đình tôi đã phản đối rồi và tôi đã cân nhắc cái rủi ro đó rồi. Tôi nghĩ có thể thoát được, có thể thôi và tôi phải thử thách. Doanh nhân Hà Lan gốc Việt cho biết. Doanh nghiệp người Hà Lan gốc Việt như mô tả trong các bài viết trước của Đài Hoa Kỳ về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình và chính phủ Việt Nam là một triệu phú có tiếng ở Hà Lan thời đó với biệt danh vua giò chả. Ông rất tâm huyết với việc trở về quê hương đầu tư thay vì đem tiền đi kinh doanh ở các quốc gia khác và làm lợi cho họ. Trong kế hoạch của Trịnh Vĩnh Bình không những ấp ủ giấc mơ kéo dài, kéo các công nghệ tân tiến của châu Âu về Việt Nam mà còn là những dự án kiến thiết và làm giàu cho đất nước như dự án phủ xanh các đồi trọc bằng giống thông Caribe đẹp như mơ mà ông đã bị ấn tượng mạnh trong một lần đi chơi ở Thụy Điển. Các dự án nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản để cạnh tranh với thế giới, rồi làm các khu du lịch tầm cỡ để giới thiệu nét đẹp của Việt Nam, rồi dự án nạo vét làm sạch sông Thị Vải, vân vân. Nhưng hết lần này đến lần khác, doanh nghiệp của ông đã bị vùi dập tơi tả, khiến những giấc mơ trở nên dang dở. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình tại tòa án ở Việt Nam. Ngoài vấn đề về cơ chế, ông Trịnh Vĩnh Bình sau hơn 20 năm công bố đầu tư tại Việt Nam ngậm ngùi thừa nhận rằng nhà nước Việt Nam trên thực tế có sự phân biệt đối xử kỳ thị đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những người Việt Nam thân phận tị nạn. Ông nói, về Việt Nam đầu tư nếu là thân phận người tị nạn, tôi vẫn cam đoan là dù không có, tức là để kỳ thị, thì cũng bị người ta bịa đặt để kỳ thị, để người ta giành phần, người ta không muốn mình lấn sân. Ông cho biết vào thời gian đầu, khi ông mới đem tiền và vàng về Việt Nam đầu tư, thời đó Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp có tầm cỡ như ông. Lúc đó anh em bên Đông Âu cũng chưa về, người Việt trong nước lúc đó cũng chưa có, nên con đường của tôi cũng hơi thanh thản. Thành thử lúc đó còn đỡ về vấn đề đó, nhưng bây giờ công việc thì thấy rõ hơn, nhưng một cái về bản chất chưa thay đổi là sự kỳ thị vẫn còn ngấm ngầm, đó là sự thật. Nếu chính phủ Việt Nam cho là không có, tôi sẵn sàng đối chứng, tôi có bằng chứng để đối chứng, ông nói. Chính vì vậy, khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm với những Việt kiều có ý định đầu tư tại Việt Nam, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nói ngay, khoan, thứ nhất nên chờ một hành lang pháp lý thực sự tốt. Ông đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, không thể nghe nhà nước khuyến khích, hứa hẹn hay thậm chí là trên văn bản được. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi thấy giữa lời hứa, sự khuyến khích với thực tế nó vận hành ngược. Gần đây nhất như tôi nói vấn đề về ở Phú Yên, cả một sự dây dứt. Mình về đóng góp và có công trong ngành là những con chim về sớm, những đầu tàu làm cho ngành du lịch mũi nhọn mạnh lên. Nhưng họ không giúp đỡ mà tìm cách làm khó.
Do đó tôi nghĩ là khoan, hãy chờ. Chờ thực sự khi nào mình thực sự kiểm tra được. Và chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm thấy rằng muốn có một sân chơi bình đẳng, lành mạnh, được mọi giới yên tâm về đầu tư thì phải xem lại guồng máy của chính phủ Việt Nam về hành chính, luật pháp như thế nào. Khi một đất nước chỉ cơ cấu những người làm việc về tư pháp, hành pháp bằng cách là người của đảng, tức là hồng hơn chuyên, thì muôn đời sẽ không thể nào khá lên được. Chọn trở về, chọn đấu tranh, giành lại công bằng qua việc khởi kiện chính phủ Việt Nam ra các tòa án quốc tế. Chiến thắng của Trịnh Vĩnh Bình trong những năm qua không những giúp phơi bày phần nào những góc tối trên thực tế của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, mà còn tạo ra một tiền lệ đấu tranh mới cho những nạn nhân của chế độ. Doanh nhân gốc Việt cũng cam đoan, với những chuẩn bị sắp tới, ông sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận và sửa chữa sai lầm. Không thể cứ ém mãi các sai lầm và sai trái khi hội nhập vào sân chơi trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 với bản tin Trịnh Vĩnh Bình người hạ bên thắng cuộc. Và kỳ này với tiêu đề Cưỡi cọp triệu phú Việt Kiều và những bài học xương máu vì đi trước thời đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.